Bình, ăn sáng. À, cảm ơn Bình. Em xào gan heo á, ăn cho bổ máu, dạo này xanh lè xanh lét à. Mình ơi, cơm mình nấu số 1. Bật. Thôi thôi đi. Yeah, rồi mình như con nít á. Anh ăn cho lẹ đi không thôi, hai đứa kia nói vậy là khỏi ăn luôn đó. Thiệt á, em không biết ai nói không làm dâu, không sống chung với ba má chồng là sướng chứ. Em vướng mấy đám em của anh, em khổ quá đi đó. Em ước gì á, em được gặp bố mẹ anh một lần á, để em than cho nó bớt khổ rồi nè. Alo, chị Phương, sao gọi anh sớm vậy? Bộ đá dầm bị cô Bông la nữa hả? Đâu có đâu, em hết đá dầm lâu rồi. Anh Ngọc, anh bình tĩnh nghe em nói nè, anh Ngọc. Chúc. Thật kìa. Thôi chán này. Có mỗi một câu mà không nói được. Ngọc à. Dạ. Bố sao đang ở đây? Bố con. Ông ấy chết rồi. Có chuyện gì vậy mình? Chuyện gì vậy mình? Bố mất. Sao bố chết vậy ta? Nước. Trời ơi, bỏ đi cả chục năm, tự nhiên quay về thì lại chết. Sao mấy cô mấy chú nghĩ làm sao mà để cho anh Ngọc anh đi một mình vậy? Ít nhất cũng phải có người nào đi cùng với ảnh chứ. Thì đâu có ai nhớ mặt bố đâu mà đi. Ảnh nhớ nhất, ảnh đi thì đúng rồi. Chứ lại gặp người chết xui lắm. Ngà với báo là chị không nói. Còn em nữa đó Châu. Em mà cũng như vậy nữa đó hả? Ông ấy bỏ đi cũng 10 năm rồi. Có quan tâm tụi em sống chết ra sao đâu chị. Nhưng mà dù gì á, thì ổng cũng là bố của em. Không lẽ ai đẻ ra không gọi bằng bố trời. Đúng, con nuôi bằng con dưỡng. Với lại á, sống là phải sống đúng với bản thân mình. Sống thật, không sống hai mặt được. Ủa, mà chị muốn đi với ảnh, sao chị không đi chung đi? Tôi cũng đang tự ân hận với mình nè. Là tôi để cho ảnh đi có một mình mà ở nhà phải nấu nướng để phục vụ mấy người. Mấy người nhìn đi, ở ngoài đường nhìn vô có ai nói cái nhà này đang có tang không? Mấy chén cơm chiên mà cũng đổ hoài. Chú ngoài, chú đưa đây. Mặn mà em giận. Mình. Mình có sao không? Rồi bây giờ mình tính làm sao? Thì chết mình trông phải không anh? Chết đâu mà chôn, thiêu đi, vừa gọn vừa sạch. Mà lại còn được nhà nước cho tiền nè. À, chịu rồi luôn anh. Thôi thiêu đi.
Thiêu đi, thiêu đi, thiêu. Đúng đó, anh chở thẳng bố tới nhà tang lễ đi. Đừng có đưa về đây, đỡ phiền. Lại gặp người chết xui lắm, thua hoài à. Không, ý em là anh xin việc làm hoài không được á. Hai người thôi đi được không? Hai người thôi đi được không? Có câu đó mình nói hoài à. Nếu mà có ý kiến nào hay hơn á thì nói, còn không á thì im. À, mà chỉ có nhiều tiền mà, muốn tổ chức đàng hoàng thì cứ việc, tụi này không có cản. Trong nhà có đám tang thì ai cũng phải có trách nhiệm hết. Đụng tới tiền một cái á là thay đổi sắc thái liền à. Trong cái nhà này á không có ai nhiều tiền mà chỉ đâu cho bác sĩ. Rồi làm sao? Chẳng lẽ cứ sống dựa dẫm vào người khác hoài hả? Ê, ý chị nói tôi là cái con ăn bám đó hả? Thông minh hơn chút rồi đó. Chị đừng tưởng chị là bác sĩ á thì coi thường người khác nha. Nếu mà tôi không nhường cho chị đi học á thì chị có được làm bác sĩ không? Nói cho rõ là do não của em. Cái gì mà não của tao hả? Não của tao sao hả? Mày đừng nghĩ là mày xin trước tao nửa tiếng rồi mày gọi tao là con này con kia hả? Đừng có đổ thừa. Là do ai bỏ học đàn đúng? Là do ai quay phá không chơi hả? Là tao đó thì tao làm sao nào? Mày thôi đi. Bộ mới mất mà tụi em làm cái gì vậy hả? Đúng ra giờ là lúc mấy anh em mình ngồi bàn bạc tổ chức lễ tang cho bố. Vậy mà mấy đứa. Thôi mình. Mình bình tĩnh đi, đừng có chấp tụi nó. Thì anh hai giận gì cho mệt. Thôi bây giờ anh hai làm sao tụi em theo vậy đi. Mình phải tổ chức lễ tang đàng hoàng cho bố. Nhưng mà tụi em đâu có điện đâu. Anh lo hết được chưa? Cây táo nở hoa lúc 20 giờ thứ hai đến thứ tư trên kênh HTV2 V Channel.